Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 27 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính. Huyện Bình Xuyên tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Các địa phương tiếp tục hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Xã Ngọc Mỹ nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Huyện ủy Bình Xuyên vừa tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Tiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo kết quả công tác lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện và kết quả phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bình Xuyên khóa 19. Theo đó, đại hội đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa 18 và phương hướng nhiệm vụ khóa 19. Với tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Xuyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, bầu 24 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, bầu 11 đồng chí vào Ban thường vụ huyện ủy, bầu các chức danh bí thư, phó bí thư huyện ủy, bầu ủy viên Ủy ban kiểm tra huyện ủy và chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng nhằm tiếp tục mở rộng mặt trận tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôn trọng và phát huy vai trò gương mẫu của những người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, tôn giáo. Để từ đó, hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 đã đề ra. Chùm tin về hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 sẽ tiếp nối chương trình. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Xuyên đã tổ chức lễ cầu siêu hương linh các anh hùng liệt sĩ, viếng nghĩa trang liệt sĩ chiến dịch Trần Hưng Đạo. Đồng chí Trần Văn Tiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn. Lễ cầu siêu cho các hương hồn liệt sĩ đã thu hút đông đảo các chư tôn, tăng ni Phật tử trên địa bàn huyện về tham dự. Nghi lễ cầu siêu được tổ chức trong không khí trang nghiêm, nhất tâm chỉ tụng cho các vong linh, các anh hùng liệt sĩ đều được siêu sinh. Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thế hệ những người được sống trong hòa bình hôm nay sẽ nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, xây dựng và bảo vệ quê hương Tổ quốc Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Huyên, xã Hưng Đạo, huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Dương đã tổ chức lễ viếng, thể hiện lòng tri ân đối với thế hệ cha anh. Sau lễ viếng, các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Dương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Hà Quang Tiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Tam Dương đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cùng lãnh đạo Đảng, nhân dân địa phương xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Huyện Yên Lạc cũng đã tổ chức lễ đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Đứng trước anh linh các liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức huyện đã thành kính tưởng nhớ công lao, những đóng góp hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ cho dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kính báo về những thành tựu và kết quả của huyện đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, nguyện quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Tường đã tổ chức lễ dâng hương hoa tại đền liệt sĩ huyện và nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Vĩnh Tường. Toàn huyện có 3.635 anh hùng liệt sĩ. Nhiều năm qua, huyện Vĩnh Tường luôn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa thông qua các phong trào như chăm sóc, tu dưỡng nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng nhà tình nghĩa, quan tâm giúp đỡ các gia đình có công. Hàng năm vào các dịp lễ Tết ngày 27 tháng 7, huyện tổ chức thành nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các đối tượng chính sách. Các địa phương đều tổ chức trang trọng đại lễ cầu siêu, dâng hương và thắp nến tri ân. Từ năm 2000 đến nay,
toàn huyện đã quy tập được gần 300 hài cốt liệt sĩ, xây mới và sửa chữa được trên 700 nhà tình nghĩa. Thị xã Phú Yên đã tổ chức lễ thắp nến tri ân và cắt băng khánh thành công trình thanh niên bình hoa tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã. Đây là công trình được triển khai từ tháng 3 năm 2015 với sự đóng góp tài trợ của các cơ quan, đơn vị, các cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh. Đến nay, thị xã đã thực hiện được gần 600 bình hoa tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn thị xã, thể hiện sự tri ân của nhân dân và tuổi trẻ Phú Yên đối với các anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Tối ngày 26 tháng 7, tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Châu, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tam Đảo phối hợp với xã Hợp Châu và Trung tâm Viettel chi nhánh Tam Đảo tổ chức lễ cắt băng khánh thành, bình hoa tri ân và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp đoàn viên thanh niên khắc sâu công lao của các anh hùng liệt sĩ, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện. Hội Chữ thập đỏ huyện Sông Lô phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tặng quà cho các đồng chí là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn huyện. Đó có 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng được trao tặng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với những người thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng và nạn nhân chất độc da cam, động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, có 20 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam ở trên địa bàn huyện Lập Thạch được nhận quà của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội đối với các nạn nhân da cam, đồng thời góp phần xoa dịu nỗi đau mà các đối tượng đã mắc phải, giúp họ có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi khám tư vấn sức khỏe, các đối tượng chính sách của xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương đã được đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện 103 và phòng khám đa khoa Tùng Ân đo huyết áp, lấy mẫu máu xét nghiệm, khám tai mũi họng và siêu âm ổ bụng. Các bác sĩ đã tư vấn, hướng dẫn phương pháp điều trị bệnh dựa trên kết quả khám thực tế của từng người, đồng thời kê đơn và cấp thuốc miễn phí theo phác đồ điều trị. Cũng nhân dịp này, các nhà tài trợ chương trình khám cấp thuốc miễn phí đã tặng quà cho 157 đối tượng chính sách trên địa bàn xã Hoàng Lâu, mỗi suất quà trị giá 150.000 đồng. Chương trình tiếp tục với phần tin tức khác. Hội cựu chiến binh thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức tập huấn về phòng chống đuối nước trẻ em cho 54 cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh của các cơ sở hội trực thuộc. Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp các kiến thức về nguyên nhân và các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ, kỹ năng sơ cấp cứu khi trẻ bị đuối nước, những điều cần tránh trong quá trình cấp cứu người bị đuối nước. Lớp tập huấn giúp nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng về thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em nhằm từng bước hạn chế tình trạng trẻ em bị tử vong, tai nạn thương tích do đuối nước. Sau khi được tập huấn, tất cả các chi hội ở các thôn, làng, khu dân cư trên địa bàn thành phố sẽ thành lập các đội canh phòng, trực cấp cứu tại các ao, hồ, bãi tắm và các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước và kết hợp hướng dẫn bơi an toàn cho các trẻ em. Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh phối hợp với Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi huyện Vĩnh Tường tổ chức trao vốn hỗ trợ nuôi bò sinh sản tạo cơ hội thoát nghèo cho các hộ nghèo có người khuyết tật và trẻ em mồ côi tại 4 xã Cao Đại, Lý Nhân, Vĩnh Sơn, Vĩnh Ninh. 26 hộ gia đình tại 4 xã được trao số tiền là 136 triệu đồng. Mỗi hộ gia đình được vay không lãi suất 6 triệu đồng trong vòng 3 năm để hỗ trợ mua bò cái sinh sản. Chương trình hỗ trợ vốn chăn nuôi bò tạo cơ hội thoát nghèo cho hộ nghèo có người khuyết tật và trẻ mồ côi, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi có việc làm, ổn định thu nhập, có thêm cơ hội để vươn lên trong cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng. Để bảo đảm cho cây lúa vụ chiêm xuân năm 2015 sinh trưởng và phát triển tốt, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân. Hiện nay diện tích lúa của thị trấn đang trong giai đoạn quấy đẻ nhánh, chuẩn bị đứng cái làm đồng. Trạm bảo vệ thực vật huyện đã phổ biến hướng dẫn bà con nông dân các kỹ thuật chăm sóc, bón phân cho cây lúa, đồng thời trình chiếu những hình ảnh cụ thể giúp bà con nông dân nhận biết rõ hơn về một số loại bệnh gây hại trên trà lúa xuân như khô vằn đạo ôn bạc lá, sâu có lá nhỏ, vàng lùn xoắn lá, để từ đó có biện pháp phòng trừ hữu hiệu. Ngoài ra, trạm cũng phổ biến tới bà con một số loại thuốc bảo vệ thực vật có thể sử dụng phun trừ khi xuất hiện sâu bệnh để đảm bảo có một vụ mùa thắng lợi. Gia
xác định tăng thu nhập cho người dân là điểm tựa để thực hiện các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, không những mang lại thu nhập cao mà còn góp phần vào việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Phản ánh của phóng viên Thanh Hương, Đài Truyền thanh Lập Thạch. Ngay từ khi bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, xã Ngọc Mỹ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực mở rộng diện tích cây trồng mang tính hàng hóa, có năng suất cao và mở rộng chuồng trại chăn nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất. Qua đó, trên địa bàn xã đã hình thành được những mô hình sản xuất hiệu quả, giúp tăng thu nhập cho nông dân, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân địa phương. Địa phương chúng tôi xác định đối với Ngọc Mỹ thì phát triển kinh tế nông lâm nghiệp và chăn nuôi kết hợp với lại dịch vụ và các cái ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và sử dụng một cái nguồn lao động là đi tham gia vào các cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn và tăng cường tuyên truyền để xuất khẩu cái lao động. Đó là những cái mục tiêu giải pháp để mà tiếp tục nâng cao cái thu nhập cho người dân. Xã Ngọc Mỹ luôn tranh thủ tận dụng và phát huy các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước về cải tạo đồng ruộng, hỗ trợ các mô hình sản xuất chăn nuôi có quy mô lớn. Trong năm 2015, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với Trạm khuyến nông huyện Lập Thạch thực hiện dự án chăn nuôi gia cầm của Viện chăn nuôi, có 5 hộ được hưởng thụ dự án với số lượng 5.000 con. Hàng năm, xã đề ra các mục tiêu cụ thể trong việc nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hiện nay Ngọc Mỹ là một trong những cái nơi có thể xác định là cái trọng điểm cái ngành chăn nuôi của tỉnh, trong đó là phát triển cái con lợn nuôi theo mô hình trang trại công nghiệp và bán công nghiệp và nuôi gia cầm và cụ thể là chăn nuôi để phát triển con gà thả vườn kết hợp với lại sản xuất nông nghiệp để mà tăng cái thu nhập đồng thời đảm bảo an ninh lương thực cho người dân trên địa bàn. Để ngành chăn nuôi của xã phát triển bền vững, xã Ngọc Mỹ luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi mô hình trang trại chăn nuôi bán công nghiệp, chỉ đạo cán bộ thú y thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình dịch bệnh ở đàn vật nuôi, phun thuốc khử trùng tiêu độc chuồng trại cho các hộ chăn nuôi, triển khai công tác tiêm phòng đúng định kỳ, phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc phòng trừ dịch bệnh cho bà con nhân dân trong xã. Vì vậy không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Qua đó đã góp phần nâng cao thu nhập của người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 11 triệu đồng một người trên 6 tháng. Tuy nhiên, để việc nâng cao thu nhập cho người dân mang tính bền vững, xã cũng đề ra nhiều giải pháp. Thứ nhất là trang bị cái kiến thức khoa học kỹ thuật cho người dân trong cái sản xuất nông nghiệp cũng như là chăn nuôi, cũng như là canh tác về phát triển kinh tế rừng. Đồng thời là tích cực tuyên truyền phổ biến các cái chủ trương chính sách của tỉnh về vấn đề khuyến khích lao động xuất khẩu. Hy vọng với nhiều giải pháp đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng tiêu chí thu nhập trên địa bàn xã sẽ là đòn bẩy giúp xã sớm hoàn thành các tiêu chí khác trong chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch, lộ trình đã đề ra. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.